Mít TX xin chào tất cả anh chị các bạn. Trong video bài học này thì Mít TX sẽ trình bày với các bạn và trao đổi với các anh chị và các bạn, đặc biệt là các chị em, một cái chủ đề lớn, đó là nếu như chúng ta gặp phải những cái vấn đề về tình dục thì chúng ta phải làm như thế nào. Tên của bài học là một số các vấn đề về tình dục và gặp phải thì chúng ta phải làm như nào. Vậy thì đầu tiên là chúng ta phải đi liệt kê ra một số các vấn đề này là vấn đề gì. Thì thông thường trong cuộc sống cũng như là trong cái sinh hoạt vợ chồng hoặc là sinh hoạt tình dục giữa các cặp đôi thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể có một số các cái vấn đề như sau. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái tình trạng như là phụ nữ thì có thể là trong cái tình trạng là bị khô hạn, hay là cái nhu cầu tình dục không cao, hoặc là bị lãnh đạm. Đấy là những cái cảm giác mà người ta không mong muốn về tình dục, người ta không có nhu cầu hoặc là có nhu cầu về tình dục rất là ít, rất là thấp, hoặc là người ta có nhu cầu nhưng mà cơ thể không đáp ứng được cái sức khỏe, hoặc là khô hạn ở những cái bộ phận sinh dục của phụ nữ. Tương tự như vậy thì đàn ông cũng có vấn đề của mình, đấy là cũng không có nhu cầu hoặc là ít nhu cầu, hoặc là bị khô, hoặc là sinh tinh hay là xuất tinh rất là ít, rất là yếu. Đấy, thế thì trong dân gian có cái câu vui đùa đấy là nam khô nữ yếu, hay là nữ khô nam yếu đấy, đúng không? Đàn ông thì người ta sợ là gì ạ? Cái câu là không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ khô. Còn phụ nữ thì người ta lại có cái câu là không ngại mệt, không ngại mỏi, chỉ sợ mềm. Đây là cái câu nói vui trong dân gian của những cái cặp vợ chồng người ta đã có những cái quan hệ tình dục rồi. Thì đây là cái câu nói mà ám chỉ rằng là đối với đàn ông thì sợ nhất là phụ nữ khô hạn, đúng không? Như vậy rất là khó. Tuy nhiên thì bây giờ thì với cái sự phát triển của y học, của khoa học công nghệ thì các cái trang thiết bị y tế cũng như là thuốc cũng như là các phụ kiện như là bao cao su hay là chất bôi trơn cũng đã xử lý được vấn đề này rồi. Hoặc là đối với phụ nữ thì người ta không ngại mệt, không ngại mỏi, người ta chỉ sợ mềm, tức là đàn ông không có khả năng cương dương để có thể quan hệ tình dục hoặc là quan hệ tình dục một cách trọn vẹn. Đó, thì cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải có cách xử lý. Thì tí nữa ta sẽ bàn cách xử lý. Một cái vấn đề nữa đấy là vấn đề ví dụ như là có thai ngoài ý muốn, thì nhất là đối với các bạn nữ trẻ, đúng không? Đôi khi cái thai ngoài ý muốn có thể là một cái dấu hiệu, một cái thời kỳ mà là một cái bước ngoặt đối với cuộc đời của người phụ nữ đó. Cho nên các bạn hết sức là lưu ý. May thì có thể các bạn sẽ có một cái bước ngoặt tốt, sẽ trong tương lai các bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà không may thì các bạn sẽ là một cái bước ngoặt rất là khổ, rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe, tâm lý, hoặc là hình ảnh xã hội vân vân, thậm chí là vi phạm pháp luật. Ví dụ như là trong trường hợp mà đẻ con ra xong lại vứt con, hay là thậm chí là giết con, thậm chí là bỏ con, rất là nhiều các vấn đề. Thì các bạn cần phải hết sức kiểm soát được vấn đề này giúp tôi. Đấy, ở đây thì tôi muốn chia sẻ các vấn đề về tình dục. Thứ nhất là cái nữ khô nam yếu, thứ hai là có thai ngoài ý muốn, và thứ ba là các bệnh tình dục. Thì trong quá trình sinh hoạt tình dục giữa vợ chồng hoặc là các cặp đôi, các đối tác với nhau thì nó cũng có cái vấn đề liên quan đến các bệnh về tình dục hoặc là các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Ví dụ như là các bệnh lậu, hay là bệnh giang mai, hay bệnh sùi màu gà, hay là bệnh HIV/AIDS vân vân, khá là nhiều bệnh. Thì các bạn cần phải thứ nhất là hiểu biết về các bệnh này, thứ hai là các bạn phải có phương pháp phòng tránh và giữ sức khỏe cho mình, kể cả nam hay là nữ, chứ không chỉ riêng là nam mới bị hay là nữ mới bị. Đấy. Bằng cách là chúng ta ví dụ như sinh hoạt tình dục một cách chung thủy, và chúng ta cần phải hiểu rõ, hiểu chắc chắn về đối tác của chúng ta, tránh việc là chúng ta tin tưởng vào những đối tác mà hoặc là vợ hoặc là chồng của mình một cách mù quáng. Rất có thể là chúng ta cũng đã bị hoặc là có những cái mầm bệnh ở trong cơ thể.
À, tất nhiên những cái bệnh này thì nó cũng không phải là những bệnh quá nguy hiểm, ví dụ trừ như là HIV/AIDS thì hiện nay người ta cũng đã có thuốc chữa rồi nhưng mà chắc là cũng rất là đắt, thì tốt nhất là chúng ta cũng sẽ phòng tránh là tốt nhất, đúng không? Đấy, thế thì với ba cái vấn đề đấy thì tôi sẽ đưa ra các giải pháp như sau. Thứ nhất là đối với các cái bệnh về tình dục hoặc là các cái vấn đề về tình dục, thì cả nam hoặc nữ, biết đấy, khuyên các anh chị và các bạn đến các cơ sở y tế của nhà nước uy tín, ví dụ như là bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp huyện, hoặc là các cái bệnh viện quốc tế, hoặc là các phòng khám có tiêu chuẩn tốt nhà, không đến những cái chỗ lôm côm linh tinh, không khám chui nhá, vì chúng ta có bệnh là chúng ta đi khám đàng hoàng để bác sĩ kê đơn, chúng ta uống thuốc, chúng ta chẳng có gì phải xấu hổ cả, bởi vì sức khỏe tính mạng là của chúng ta. Đấy, mà chúng ta khỏe thì chúng ta còn khỏi bệnh, chúng ta không lây nhiễm cho người khác, không lây nhiễm cho vợ hoặc chồng hoặc là bạn tình của mình. Điều đấy là rất tốt, rất đúng đắn về mặt y học, về mặt đạo đức nha các anh chị nhé, không có việc gì phải xấu hổ cả. Đấy. Đấy, thế còn các cái vấn đề về khô hạn hay về yếu thì các bạn có thể mua các cái loại hóa mỹ phẩm, phụ kiện, đồ chơi để hỗ trợ cho cái vấn đề này. Đấy. Thế rồi thì về sức khỏe thì các bạn phải nhớ rằng là nguyên tắc là khi mình xài thì mình phải dưỡng. Hiện nay có một cái thực tế là về mặt hiểu biết là rất nhiều cặp vợ chồng hoặc là các cái đối tác của nhau, chúng ta thích lên là chúng ta xài xài rất nhiều nhưng mà hầu như rất ít người dưỡng. Chúng ta cứ tưởng tượng giống như cơ thể của chúng ta sản xuất ra cái năng lực đó thì cũng giống như một cái lò đốt, đúng không ạ? Thì hết củi hết than thì nó cũng sẽ phải tắt, phải nguội. Vì vậy chúng ta phải bơm thêm củi vào, thêm ga, thêm xăng, thêm dầu vào thì ngọn lửa mới tiếp tục duy trì hoặc là bùng cháy. Đó. Về lý thuyết là như vậy, đúng không? Chúng ta thứ nhất là xài thì chúng ta không phải xài đều đặn, đừng có cậy trẻ, cậy khỏe, đúng không? Tối nào cũng dăm ba cuốc đều như thế, đều vắt chanh 1 tháng 30 ngày. Tại vì cơ thể con người nó cũng sẽ làm cái số lần hoặc là cái số lượng hữu hạn. Tất nhiên nó không giống nhau, có người nhiều, có người ít, có người khỏe, có người yếu. Nhưng nguyên tắc là xài đều đặn. Đấy. Và xài thì phải dưỡng. Dưỡng thì các bạn có thể dưỡng bằng dinh dưỡng, bằng thức ăn, bằng thuốc, bằng thực phẩm chức năng. Ví dụ như là đàn ông các bạn có thể uống một số những cái loại thuốc như là kẽm, là cái thành phần mà giúp sản xuất ra tinh dịch một cách tốt nhất, đúng không? Ăn các sản phẩm, ăn các đồ ăn hoặc là uống các đồ uống hoặc là uống thuốc, uống thực phẩm chức năng có chứa những cái chất có lợi cho sức khỏe nam giới. Tương tự như vậy đối với nữ giới cũng như vậy, đúng không? Nữ giới thì cũng phải dưỡng da, dưỡng môi, dưỡng mặt, dưỡng chân tay, dưỡng da body đấy, đúng không? Thậm chí là các bạn cũng phải chú ý đến phần nội tiết tố của nữ thì ví dụ như là các bạn thấy là khi mà các bạn bị suy giảm nội tiết tố thì các bạn sẽ dẫn tới tình trạng là khô hạn, tình trạng bốc hỏa, tình trạng chân tay lạnh, da rẻ xấu đi, bởi vì đấy là cái dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh. Và khi bị mãn kinh thì bạn sẽ thấy yếu rất nhanh, tóc bạc và các bạn không còn có nhu cầu về tình dục nữa. Thì đây là cái nguyên lý về sức khỏe của y học thôi. Vì vậy đối với phụ nữ thì lời khuyên của Mr. X là các bạn cần phải dưỡng da từ bên trong bên ngoài. Đấy, bên ngoài là mình dùng các cái loại dưỡng, bên trong là mình ăn, mình uống thuốc. Đấy, thậm chí là mình ngâm trong các loại sữa tắm vân vân. Đấy, để mà cho nó cơ thể của chúng ta nó da rẻ nó đẹp mịn màng tươi trẻ, uống nhiều nước và đặc biệt cái nội tiết tố estrogen của người phụ nữ. Đấy. Và cũng không được để cái quá trình tiền mãn kinh nó diễn ra quá sớm. Chúng ta càng kéo dài để quá trình tiền mãn kinh bao nhiêu thì chúng ta càng trẻ. Giả sử ví dụ như các bạn 60 tuổi hay 70 tuổi phụ nữ ấy mà các bạn vẫn chưa mãn kinh thì lúc đấy các bạn vẫn rất là trẻ đẹp hơn so với những người khác rất nhiều. Các bạn phải nhớ cái điều này giúp tôi.
Ngay từ bây giờ lúc mà bạn 30, 35 tuổi là các bạn đã phải uống thực phẩm chức năng bổ sung cho cái nội tiết tố đấy rồi. Chứ không phải là đến lúc mà 50 tuổi mình sắp sửa hết rồi mình mới đi mua một can xăng rồi mình đổ vào cái dầu đấy. Không phải thế, đúng không? Cơ thể nó không giống như là cái bếp là đổ một cái nó cháy bùng bùng ngay. Mà mình phải xài dưỡng, xài dưỡng, xài dưỡng. Thậm chí mình dưỡng nhiều hơn cả xài thì mình mới duy trì được. Đấy là đặc biệt là người phụ nữ, người ta nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, tức là người phụ nữ phải phải biết cái điều đó. Đấy. Ăn uống, tập thể dục, tập thể thao đầy đủ, tăng cường sinh lực cho cả hai. Và người ta nói là một người khỏe, hai người vui, không phải đâu. Hai người khỏe thì hai người càng vui, đúng không? Đấy. Nam thì phải khỏe, nữ thì phải ướt át, đúng không ạ? Lúc nào cũng sẵn sàng để mà có một cuộc sống vợ chồng viên mãn, tình dục thăng hoa, tình yêu đích thực đấy. Thế còn vấn đề về tránh thai ngoài ý muốn thì các bạn nhớ là các bạn có rất nhiều các biện pháp tránh thai, uống thuốc hàng ngày, uống thuốc khẩn cấp, các bạn đặt vòng vân vân, thậm chí là bây giờ là cấy dưới da tay, sử dụng bao cao su. Phương pháp nào cũng được, tùy vào thời điểm, tùy vào sức khỏe. Ví dụ như bạn mà chưa kết hôn thì các bạn không nên sử dụng cái biện pháp đặt vòng tránh thai, ví dụ như vậy. Các bạn nên sử dụng bao cao su và uống thuốc hàng ngày. Đấy. Và đặc biệt là tôi nhấn mạnh rằng các bạn không nên để có thai ngoài ý muốn. Bởi vì lúc đó các bạn sẽ buộc phải đối mặt với một câu hỏi là nên giữ hay nên bỏ. Và đôi khi cái điều đấy cũng khiến cho bạn có những quyết định sai lầm trong cuộc đời. Nếu mà đàn ông mà bị xuất tinh hoặc là ra sớm, đúng không? Thì người phụ nữ và cả người đàn ông đều phải có quá trình tập luyện hiểu biết về vấn đề này. Ví dụ như là người phụ nữ có thể hỗ trợ cho người đàn ông của mình làm sao ra lâu bằng các cái kỹ thuật của mình. Hiểu biết về cái cơ chế cương cứng và cơ chế xuất tinh của người đàn ông. Kiến thức này mình phải biết, cả hai người cùng phải biết. Đấy. Rồi thì nick cho chồng tập luyện, đúng không? Vì đôi khi đàn ông người ta rất là xấu hổ, và cùng chồng tập luyện những cái bài tập luyện cơ để có thể là giảm này, hoặc là mình có thể đánh lừa trong quá trình hai vợ chồng sinh hoạt, đang làm rồi nghỉ, đang làm rồi chơi, cứ rong chơi, vừa làm vừa xem phim vừa nói chuyện thì cái ra sớm nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy. Mình nên có những cái bài tập và uống thuốc bổ trợ như vậy thì các cái vấn đề như vậy nó sẽ hết. Và những quan điểm về hôn nhân giới tính gia đình, đặc biệt là vợ chồng thì có cái gì thì nên nói với nhau. Mình thích thế nào thì mình nên nói thế, em thích thế này, em thích thế kia, anh thích thế này, anh thích thế kia, và chúng ta tìm ra được một cái tiếng nói chung. Và cái cuộc sống vợ chồng cũng như là sinh hoạt vợ chồng các bạn sẽ ngày càng cảm thấy thích thú và viên mãn với những cái lời khuyên của Mr. X. Ok, xin được chào các anh chị và các bạn. Xin chúc các anh chị và các bạn có những cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật tốt hơn cho cuộc sống của mình. Xin hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.